Sáng 10 tháng 9, trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chính quyền Đà Nẵng đã tạo điều kiện cho ngư dân ra ngoài để di dời tàu thuyền lên bờ tránh bão. Đồng thời, lực lượng chức năng tích cực tham gia hỗ trợ ngư dân. Sáng nay, hàng chục dân quân, công an, cán bộ phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã có mặt tại khu vực biển dọc đường Hoàng Sa để giúp người dân đưa tàu, thuyền lên bờ tránh bão. Người dân Lê Lực, 62 tuổi, trú phường Thọ Quang cho biết khi có thông tin bão ảnh hưởng đến Đà Nẵng, ông đã đến phường xin phép và được ra biển để di dời thuyền thúng lên bờ. Tuy nhiên, để đưa thuyền lên phía trong phố thì phải thuê xe cẩu. Ông Lực tâm sự, mỗi lần cẩu là 300.000 đồng, lên xuống là 600.000 đồng mà mình không có tiền nên chỉ để trên bờ biển đi thôi. Cầu mong là bão không quá dữ. Bà con đã khổ vì dịch, chịu thêm bão nữa thì chịu không thấu. Nhưng có một số ngư dân khác đã chấp nhận thuê xe cẩu tàu thuyền đưa vô khu dân cư tránh bão. Theo các ngư dân này, giá mỗi chuyến cẩu đưa tàu thuyền đi tránh bão là khoảng 800.000 đồng. Được biết, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố chiều 9 tháng 9, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương cho phép người dân sửa chữa, gia cố nhà cửa để phòng chống bão số 5 đang diễn biến phức tạp trên biển. Đồng thời, các địa phương, nhất là các quận, huyện có nguy cơ sạt lở, phải sớm xây dựng phương án di dời nhân dân ra khu vực nguy hiểm, đưa đến những nơi an toàn nhưng phải kết hợp chặt chẽ phương án phòng, chống dịch. Ngành y tế có hướng dẫn cách ly đối với ngư dân trên các tàu thuyền chuẩn bị vào neo đậu tránh trú bão tại âu thuyền Thọ Quang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Lê Trung Chính yêu cầu các địa phương không nên cứng nhắc, máy móc mà phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong công tác sửa chữa, gia cố nhà cửa.